Diễn viên hài Anh Vũ qua đời đột ngột ở Mỹ sau một buổi diễn. Thông tin nam diễn viên hài Anh Vũ đột ngột qua đời tối ngày 11 tháng 4 giờ địa phương tại quận Cam, California khi tuổi đời chỉ mới 47 khiến khán giả bàng hoàng và thương xót. Sáng nay ngày 2 tháng 4, diễn viên Kylie bàng hoàng chia sẻ thông tin về việc nghệ sĩ hài Anh Vũ qua đời tại Mỹ vào tối ngày 1 tháng 4 vào ngày địa phương, cô viết: Anh Vũ, mới hôm qua anh còn khỏe mạnh, diễn chung với tụi em mà sau hôm nay anh ra đi đột ngột như vậy. Tụi em không thể tin được là anh thực sự đã ra đi. Kylie cho biết, trước hôm mất, anh Vũ diễn chung với vợ chồng chị vở Hương Vị Tình Yêu theo lời mời từ đoàn kịch của nghệ sĩ Thúy Uyển. Diễn viên điện ảnh Trí Quang, người cũng có mặt trong chuyến lưu diễn cùng với nghệ sĩ Anh Vũ tại Mỹ kể từ sau 2 tuần diễn đến tối 1 tháng 4. Anh Vũ về nhà người quen ở quận Cam ngủ. Sáng nay thì người bạn phát hiện anh mất trên giường, người tím tái. Sau đó cảnh sát Mỹ đã có mặt tại hiện trường để điều tra về cái chết của anh ấy. Sau khi hay tin từ người bạn, diễn viên Hà Trí Quang cùng mọi người đến nơi thì cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra cái chết của nam nghệ sĩ. Tôi diễn chung vở kịch này với anh Vũ. Trong suốt thời gian tập duyệt, anh ấy bị mệt mỏi, người đờ đẫn, nói lắp bắp. Anh em nghệ sĩ thấy vậy đã hỏi thăm anh ấy thì anh giải thích là do uống thuốc ngủ nhiều, sợ bị trái múi giờ nên mệt. Tuy nhiên anh ấy vẫn diễn hết mình cho vai kịch của mình, nhưng không ngờ sáng hôm nay đã hay tin là anh qua đời. Người bạn gái thân thiết cùng phòng buổi sáng kêu anh thức dậy để đi ăn sáng thì thấy người anh đã tím tái, gọi 119 đến hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa không cho chúng tôi vào trong ngôi nhà của bạn anh ấy, họ đang tiến hành điều tra. Diễn viên Trí Quang cho hay, cách đây 19 năm, nghệ sĩ Anh Vũ đã phát hiện căn bệnh ung thư ruột của mình. Khi đó, anh đã được hóa trị và lập chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Nhờ vậy mà anh Vũ đã vượt qua, sống khỏe và đi diễn đều đặn. Nghệ sĩ Hải Anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972. Anh là học trò cưng của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Sau thời gian phấn đấu với nghề diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân mở chi nhánh sân khấu thứ 3 ở Phú Nhuận. Anh đã giữ chức phó giám đốc chi nhánh Rạp Kim Châu.